con lại đọc một phần khóa học của các bạn đó là bài Lucidic. Bây giờ mình sẽ học bài Polysaccharide. Bây giờ là bạn học Polysaccharide thông thôi, bây giờ mình học Polysaccharide. Thì đây mình nhắc lại một số lặp lại các bạn đã học đấy. Đây là bài Polysaccharide trong công thức của khóa học. Phản ứng này là phản ứng Gallium. Mình nhắc lại phản ứng Gallium này thì RCHO là đại diện cho Monosaccharide. Khi nó tác dụng với CO2 thì nó sẽ tạo thành RCOH, tức là axit cho mình. Ví dụ thì phản ứng này đại diện tính cử, hay còn gọi là tính trị dị oxy hóa của Monosaccharide thế, và nó sẽ tạo thành là cái axit cho mình. Bây giờ mình ví dụ này. Ví dụ đấy là đường glucô, đấy là một monosaccharide. Bây giờ nó sẽ bị oxy hóa, tức là nó tác dụng với đồng thái hai tròn, thì nó sẽ bị oxy hóa tại C6, nó sẽ bị oxy hóa tại C6 và tạo thành axit tương ứng, đó chính là axit glucuronic, axit glucuronic. Bây giờ các bạn thấy tại C6 nó chuyển thành nhóm COOH, và đây là axit glucuronic. Cái tầng 2 là phản ứng tạo dẫn xuất oxamin. Như lúc trước chúng ta học, oxamin là cái gì? Oxamin tức là cái đường mà nó bị thay với cái nhóm amin, ví dụ như là galactosamin nhé, hoặc là ví dụ như là N-acetin oxamin. Thế tại sao mình nhắc lại những cái này? Mình nhắc lại những cái này bởi vì những cái thành phần cộng tạo này nó sẽ có mặt trong cái polysaccharide. Polysaccharide tạp, vì sao người ta gọi là tạp? Bởi vì nó được tạo bởi cái monosaccharide khác nhau. Trong với dẫn xuất của monosaccharide, dẫn xuất của monosaccharide ví dụ lúc này là oxamin, hoặc là chất tạp, chất tạp ví dụ như lưu huynh nhà hàng, nitơ nhà hàng. Thế nên là ba cái thành phần này nó sẽ cấu tạo nên polysaccharide tạp. Và trong cái phần này các bạn sẽ học những cái chất sau: peptide, oligan, thứ hai glycosaminoglycan, glycoprotein và glycolipid. Các bạn đọc thêm trong sách thì cái phần này nó đơn giản thôi. Glycoprotein tức là glucid trong với protein, hay là trong với protein. Glycolipid tức là glucid trong với lipid. Và hai cái phần quan trọng là peptide oligan và glycosamin oligan. Bây giờ mình học phần thứ nhất thế, peptide oligan. Cái tên nó hơi khó nhớ một chút. Thế peptide oligan nó được cấu tạo như thế nào? Bây giờ các bạn nhìn lên trên bảng. Đây là cấu tạo có tên gọi là gì? Đầu tiên các bạn xác định cho mình cái đơn dương này là đơn dương gì đây nè? Mà con nhớ không? Đơn dương này là đơn dương gì? Đơn dương đơn dài thôi. Đây là đường đường gluco, đúng không? Đây là đường gluco. Mình chỉ vào mũi tên ở cái C2 nhóm này là nhóm gì? Lúc nãy mình mới nhắc đó. Nhóm NHCOCH3 là nhóm N-acetin. Như vậy công thức này có tên là N-acetin glucosamin. Còn cách xác định đọc tên đường như thế nào mình dạy luôn các bạn viên từ học lại hết. Chứ trên lớp nó không có thời gian. Đây là N-acetin glucosamin. Đây người ta gọi là dẫn xuất của monosaccharide. Chất thứ hai. Chất thứ hai này nó giống y chang với cái chất N-acetin glucosamin. Điểm khác biệt của nó là gì? Là tại đây này, tại C3 nó nối với một cái nhóm axit. Nó mình nhớ nó axit là C2H1 COOH. Và cái công thức này có tên là axit N-acetin muramic, tức là nó sẽ bằng N-acetin glucosamin cộng với thêm một cái nhóm axit ở tại C3. Nguyên công thức này có tên là axit, nhưng là chỉ nhóm axit tại C3. N-acetin là vì ở C2 mình chỉ nhóm N-acetin, và tên của axit này là muramic. Rồi tiếp theo này. Lúc nãy
bên vừa học hai cái loại dẫn xuất của monosaccharide, đó là thứ nhất N-acetyl glucosamine, nhưng mà dùng một tiếng này, và người ta viết tắt là NAG cho đơn giản, và N-acetyl muramic acid, chữ acid các bạn có thể để phía trước hoặc phía sau là NAM. NAG nó sẽ kết hợp với NAM, và trên bảng cái hình màu vàng hoặc sáng đó là người ta nhấn mạnh những điểm khác nhau giữa NAG và NAM tại C3 này. Tại C3 thì NAM nó thêm cái gốc acid, còn những phần còn lại thì nó giống nhau. Bây giờ hai cái NAG và NAM nó kết hợp với nhau bằng liên kết bao nhiêu? Các bạn nhìn vào được một tên bằng liên kết bao nhiêu? Alpha hay là beta? Rồi nằm ở phía trên như vậy là cái nhỏ O hả? Thì bây giờ của tên này á, nhưng mà đây là liên kết beta 1 1 1 beta 1 1 là liên kết. Ngoài cái tên của NAG và NAM thì trong sách nó còn có thể tên gọi khác, những cách viết tắt khác, đó là GLC, NAC. GLC là glucosamine, các bạn ấy. NAC là N-acetin. Beta 1,4 tức là liên kết giữa nhóm OH và acetan của N-acetin glucosamine liên kết với OH ở C4 của acid muramic N-acetin. Và chữ muramic N-acetin thì trong cái phần viết tắt nó có các chữ khác là chữ MUR là muramic N-acetin. Có hai cách viết và bằng như thế nào bằng thế. Rồi như vậy NAG kết hợp với NAM bằng liên kết beta 1 1 1 như ở trên bảng. NAM là màu xanh đậm và NAG là màu hồng đậm thì nó sẽ kết hợp với nhau. Mà cái tên ngoài của chúng ta là cái chất chi tại tiệm oligan thì NAM với NAG mới là phần oligan thôi, còn thêm phần tẹp tiệm dược thì tẹp tiệm là một cái chuỗi nó được cấu tạo từ các cái acid amin, ở đây là gồm 5 acid amin nên người ta gọi là pentapeptide như trên bảng này. Pen là 5 nên pentapeptide, và cả acid amin này có tên là alanin, glutamine và lysine. Hôm nay các bạn sẽ được học kỹ hơn trong bài vô tính, tức là bài về acid amin. Như vậy phần tẹp tính cộng với oligan và nó kết hợp ở chỗ nào, các bạn phải nhớ tẹp tính oligan nó sẽ kết hợp vào gốc acid của NaM, nó kết hợp vào cái gốc acid đấy của NaM, vì NaM là nằm dưới gốc acid. Rồi trong không gian thì nó, các bạn tưởng tượng như thế này, đây là hình không gian này, NaM nó sẽ kết hợp với NaG và tạo thành những chuỗi sóng song song. Những cái phân má cái màu xanh đậm á thì đó chính là phân tẹp tiếp. Phân tẹp tiếp nó sẽ nổi giữa cái chuỗi sóng song này và cái chuỗi sóng song kia, thì đây cũng chính là cấu trúc của thành vi khuẩn. Cấu trúc của thành vi khuẩn nó tạo từ glutamine. Rồi tóm lại một chút hết, tẹp tính oligan nó sẽ được cấu tạo từ ba phần NaM, như bạn học bằng nghĩa của việc viết tắt, sau đó các bạn tự suy ra hết. NaM tức là N-acetin muramic acid, NaG tức là N-acetin glucosamine, và thêm một cái phần nhỏ nữa đó là chuỗi tẹp tính thì ngắn, và nhớ chữ bẹp tiếp này ngắn gắn với NaM tức là gắn vào cái gốc acid. Qua phần thứ hai, glycosamine oligan thì trong phần này các bạn học về bài chất acid hyaluronic, trong vai tính tương tác và tính carin.
sai khác thì khi ai luôn luôn biết hết trong phần vừa luôn cố gắng nhìn của mình đã kịp ác sĩ thì ai luôn luôn biết đây là công thức cấu tạo của ác sĩ thì ai luôn luôn biết. Bây giờ mình đọc tên của từng cái hết và từ từ các bạn sẽ nhận ra thôi. Bây giờ mình đọc cái công thức ở bên trái, công thức bên trái mình vừa học lúc đó là gì? Công thức ở bên trái để là sống tự cân vô đầu bị oxy hóa tái xếp thứ sáu. Bây giờ các bạn thấy cái thứ sáu là nhỏ mấy, đó là nhỏ gì? Nhỏ COO, COO hàng hết, nhỏ COO hàng. Và lúc nãy bên học gluco là bị oxy hóa tái xếp sáu thì tạo thành cái gì? Mình gọi học đó acid glucuronic, acid glucuronic. Và đây là loại gì? Loại beta các bạn thấy. Acid glucuronic nhưng mà đây là beta glucuronic. Beta bởi vì cái nhóm O hạng bạn sẽ tán ở sinh một hoặc năm hoặc tiếp. Rồi, là chất thứ nhất, chất thứ hai, các bạn nhìn thấy, chất thứ hai, cái mũi tính này mình đang chỉ vào C, thế này, à, C2 nhỏ mới là nhỏ gì mình mới học đó. NAC, NAC, đường này là đường gì? Các bạn đọc đấy, đường này là đường gì? 6 cặp bó nó vòng 6 cặp thì một là gá lạc tố và một là glucô thôi mà tài xế của bố hạng là một tỉnh dưới cho nên đây là đường đường gì? Đường đang với gá lạc tố đường đây là đường đường glucô hệ đây là N-acetin glucosamin acid beta glucuronic cộng với N-acetin glucosamin. Rồi đọc về liên kết đi, liên kết bao nhiêu? Thế cái bao nhiêu không? Alpha hay là beta? Nói là beta, beta 1 mét 1 3 hay 1 3 cây lũ gì? Đây là những cái phân tích, những phân quan trọng mà bạn phải học hết. Acid hyaluronic nó có nhiều ở trong đông, nó có rất là đây là gì? Đây là tờ phế giữa hai cái xương đó, đây là giữa hai xương này là nó sẽ có một cái lực sùng và hai cái lực sùng này là muốn trường đến nhau thì nó sẽ nhờ cái acid hyaluronic. Acid hyaluronic nó có nhiều trong trong cái bao một cái rất trong cái bao tử cấp đó, nó sẽ nằm dừa nó giúp cái nhiều mũ là bối trơn để cho cả cái xù của hai cái xương này nó trượt lên nhau để cho mình di chuyển qua vòng tròn một cách dễ dàng. Thì khi cái cơ thể của chúng ta càng ngày càng lớn á, tức là càng ngày càng khỏe hóa thì cái khả năng tổng hợp hóa sẽ khi ăn uống lúc này nó sẽ giảm đi. Cho nên trên thị trường nó bằng cái này à, cặp cái loài gọi là thực phẩm, nó gọi là thực phẩm chức năng, đây là acid hyaluronic để cho những cái người lớn tuổi họ cung cấp nên acid hyaluronic để hỗ trợ cho sự vận động của cơ thể. Nhiệm vụ chính của acid hyaluronic là bôi trơn này ra để cho các cái khớp nó trượt lên đến nhau xuống từ từ từ. Chất thứ hai, chondroitin sulfate. Rồi, bây giờ các bạn đọc hết cái phần số 18 này nó hơi khó một chút, cho nên các bạn kéo dõi. Cái chất này là gì rồi? Chất này là cái gì? Đầu tiên các bạn sẽ phải xác định này. Khi nhìn vào một cái gì các bạn phải xác định đường này là đường đường gì rồi đã. Rồi luôn cô gái là tô hay là phút tô. Rồi sau đó là các bạn sẽ thấy những gì bây giờ mùi tế mà tài xế sáu này. Thì cái chất chúng ta này chứ chúng ta học ra đó là gì là gì? Á tính. Vì lưu cô đô biết như vậy. Tốn quái tiên xuống mặt là giọng quái. Đồng vào cái gì? Acid hyaluronic là chất đầu là acid beta glucuronic.
cái phân giọng như là bằng nhựa cho dễ. Và thứ hai, bây giờ thì cách này, cách này nó tạo được như thế nào? Đầu tiên đây là nhóm gì? Mà nó biết NACD. Mình chỉ vào mũi tên này, tức là mình chỉ vào C4, đây là tên gì? Vì sao mình chỉ vào C4? C4 nhóm O hạt bây giờ là nó nằm ở phía trên các bạn hết. Là hero nó nằm ở phía dưới, cho nên đường này là đường gì? Đúng rồi, đường Galacto. Tại C4 nó kết hợp với nhóm gì đây? Nhóm gì? Còn qua tên xương phá thì đây là nhóm gì? Nhóm xương phá và tên ngoài của cái này là N-acetin galactosamin xung phạm. Không có phẩm được không? Mình dặn rồi, đi học các bạn phải đến phẩm chứ. Có khỏe. Liên kết này tương tự và bằng này liên kết 1, 3, glucose. Như vậy khi các bạn học mà bằng so sánh với mình giữa acid hyaluronic và cộng hòa tiên nhân phạt là giống như là cả nào và liên kết. Đây là bằng học gì hơn. Ví dụ acid trên phòng phẩm nó như vậy này. Acid hyaluronic và cộng hòa tiên nhân phạt thì không đâu là nó giống nhau. Acid beta glucuronic đúng không? Bên acid hyaluronic á, là gì? N-acetin glucosamine. Còn cái chất này ta nói phải glucosamine mà nói là N-acetin galactosamine. Vậy lại là có hoa tiêu xuất phẩm cái kiểu xuất phẩm cho nên các bạn đến kiểu xuất phẩm phía sau. Hai liên kết này là đều giống nhau là liên kết 1, 3 liên kết xã hội là phía tăng 1, 3. Chất cuối cùng là heparin này nó đặc biệt hơn một chút các bạn em. Cái axit này các bạn nhìn vào cái C6 đấy. C6 là liệu nhóm COOH nó nằm ở phía trên như lúc này của mình học á. Người ta gọi là axit glucuronic không? Nhưng mà nếu COOH tại C6 này nó nằm ở phía dưới có tên là axit hyaluronic. Axit hyaluronic tức là COOH tại C6 nó nằm ở phía dưới. Thì chữ beta này là do cái ô hạt phản hóa sẽ tán sinh mù thì các bạn hiểu rồi. Sau đó các bạn thêm chữ xung phạt này vào. Xung phạt này nằm ở C2 của này. Cái gốc xung phạt này nằm ở C2. Rồi, cái chất thứ hai này. Chất thứ hai đây là glucose, đây là phân tử glucose. Và tại C2, C6 nó cũng thuộc nhóm xung phạt. Cho nên nó có tên là glucosamin xung phạt. Như vậy con hệ qua đây là các bạn nhớ xung phạt thế. Cho nó cả hai chất này nó đều chữa gốc xung phạt hết. Về hyaluronic á, xung phạt là C2, còn glucosamin vừa C2 và vừa C6. Và cái liên kết này nó cả hai cái chất vừa rồi là liên kết 1. Heparin thì các bạn nhớ là có tác dụng chống đông máu đấy. Đây là cái chất cơ bản của các bạn phải biết. Heparin là có tác dụng chống đông máu. Cho nên trong một vị trí khi các bạn đi lấy máu á, trong các bạn sẽ một cái ống màu đen. Trong cái ống màu đen đó là cho cái chất gì nhiễm á. Thì khi các bạn lấy máu có cái ống màu đen chất heparin để làm khỏi chống đông máu. Các bạn sẽ làm chất gì nhiễm. Như vậy mình dạy xong cái các bạn phân khoa học với nhân của cái phân hiệu ngoại. Phân hiệu ngoại là cái phân là sẽ có hướng phân khoa học. Thì các bạn học như thế nào cái ngoại đơn giản hơn này tại là thứ hai này hiệu ngoại đơn giản. Các bạn cần từ đi, các bạn muốn học tố, các bạn phải nắm cho mình cái gian.
trống không chịu hoặc với lúc hiện nay chúng ta đã học. Hãy còn nhé, chuyển hóa glycogen là chuyển hóa trong phong kiến hóa glycogen cả bằng sẽ học hai quá trình thoái hóa, quá trình tổng hợp tương tự như lúc vô thoái hóa các bạn không? Rồi chuyển hóa glycogen và gluco với thoái hóa tổng hợp và thoái hóa tổng hợp. Glycogen là cái gì? Gluco là cái gì? Gluco trong cơ thể của mình khi mà mình thừa gluco thì nó sẽ được đưa vào gan, tạo thành glycogen, tạo thành chất dinh dưỡng năng lượng cho cơ thể. Như lúc này, như lúc qua cái công thức nó đã dài các bạn. Khi cơ thể mình cần năng lượng glycogen, nó sẽ thoái hóa và tạo thành gluco cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thì hai quá trình này chuyển hóa glycogen và chuyển hóa gluco là hai quá trình sống. Xong. Bây giờ mình đi học phần thứ nhất. Các bạn phải nắm được, các bạn đã học phần chi hết. Phần thứ nhất, chuyển hóa glycogen. Trong chuyển hóa glycogen, các bạn học hai phần. Thứ nhất là thoái hóa, và thứ hai là tổng hợp. Thoái hóa là gọi là gì? Gọi là gì? Glycogen để tạo thành glucô. Còn tổng hợp là tổng hợp cái gì? Tổng hợp glycogen từ glucô. Bây giờ mình học cái phần đầu tiên hết. Thoái hóa glycogen thành gluco như thế nào? Thoái hóa glycogen thành gluco thì để học cái gì? Mình nhắc lại công thức tổ tạo của glycogen các bạn không nhớ không? Đây là công thức tổ tạo của glycogen, những cái các bạn cần nhớ là liên kết này là liên kết bao nhiêu? Liên kết gì và là liên kết bao nhiêu? Alpha mấy? Alpha 1,4 là liên kết mạnh thẳng thế. Còn đấy là alpha 1,6 là mạnh thẳng nhắn. Đầu này người ta gọi là đầu chi? Đúng rồi, đầu khổng cử. Và đầu này thì ổ mạng và hạ xe tăng người ta gọi là đấu, đầu cử. Thì đấy là công thức cấu tạo của người liên quan đến các bạn tưởng tượng. Nó bây giờ nó phải thoái hóa để nó tạo ra những cô khi mà thoái hóa như thế nào. Nên một cái chuỗi phân tử này gồm cả mặt nhẵn này, mặt thẳng này và nó thoái hóa như thế nào để chỉ tạo thành một phân tử glucô đơn độc cho nó, thì nó sẽ trải qua các giai đoạn sau. Thứ nhất, thủy phân mặt thẳng. Thủy phân mặt thẳng tức là thủy phân liên kết alpha 1,4. Sau khi thủy phân mặt thẳng thì nó sẽ chít các cái mặt nhẵn lên. Sau hai quá trình này nó sẽ tạo thành một cái sản phẩm mới có tên là gluco 1,3. Cơ thể chúng ta sẽ chuyển gluco 1,3 thành gluco 6,3. Cuối cùng gluco 6,3 sẽ tạo thành một phần này. Bây giờ mình đi vào giai đoạn thứ nhất thế, thủy phân mặt thẳng của glucose. Rồi các bạn nhìn thấy bạn các bạn chú ý nhé. Đấy là đầu khống cử của chuỗi phân tử glucose. Glucose có nghĩa là glucose lần. Và cái quá trình này nó xảy ra tại đầu khống cử của chuỗi phân tử glucose. Dưới tác dụng của enzyme glucose phosphorylase, enzyme này có tác dụng cắt đứt liên kết alpha 1,4 và đồng thời các bạn thấy có cái chữ của form như vậy. Trong quá trình này nó sẽ kết hợp để xuất hiện cái gốc phốt phát, và khi cắt đứt cái liên kết 1,4 tại cái phân tử gluco ở đâu phân tử màu hồng này á, thì nó sẽ bị cắt ra và gốc phốt phát này nó sẽ gặp
gặp vào về phân tử gluco này và tạo thành một phân tử mới có tên là gluco một phốt phan. Và như vậy cái chuỗi phân tử glycogen của chúng ta bây giờ chỉ còn là gluco N-1. Và quá trình cắt đứt liên kết này nhờ cái tác dụng của enzyme glycogen của formula này thì nó sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi nào, cho đến khi chuỗi mà thẳng á, nó sẽ chỉ còn bốn gốc gluco thì cơ thể mình là dừng lại, nó không có bị phân tích nữa thì người ta gọi là destin giới chuỗi thẳng. Sáng giai đoạn thứ hai bây giờ mình cắt mặt thẳng rồi, chưa đến là giai đoạn đắp mặt nhắn. Bây giờ các bạn nhìn lên bảng, trên bảng là mình tải hiện lại cái giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất này là các bạn thấy chuỗi phóng tử glycogen là cái chuỗi màu xanh này. Mình sẽ cắt đứt cái liên kết mặt thẳng bài đầu thống thống khử và dựa tác dụng của enzyme glycogen của Florilla thì nó sẽ cắt đứt cho đến khi còn bốn gốc gluco, ba gốc màu vàng và một gốc màu hồng ở trên bảng đây. Đây là cái giai đoạn thứ nhất và sản phẩm tạo thành là gluco một phốt phan. Đây khi mình qua cái giai đoạn hai là nhiệm vụ của mình là phải làm cái gì? Phải cắt tí được thì gốc ở cái liên kết alpha một phốt phan. Thì cái quá trình này nó bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất này, dùng cái tác dụng của enzyme amylo 1-1-1-1 trong gluco zida. Amylo có nghĩa là gì? Là nhiều phân tử gluco gắn với nhau là tạo thành amylo, giống như trong bài tính 1. 1-4-1-4 có nghĩa là gì? Nó cắt đứt liên kết 1-4 ở cái ba phân tử màu vàng phía trên. Sau đó nó xuống nối với cái liên kết 1-4 ở cái chuỗi mặt thẳng màu xanh nằm ở phía dưới. Chữ trắng có nghĩa là chữ transfer, tức là phần chuyển đi. Và như vậy nó sẽ nối lại và bây giờ các bạn sẽ thấy này, ba cái gốc màu vàng nó nối xuống phía dưới và sẽ nối xuống phía dưới. Cho nên cái enzyme này nó mới có tính như vậy, amylo 1-1-1-1 trắng glucosidan, tức là nó đồng chuyển ba cái gốc gluco màu vàng xuống phía dưới gắn vào liên kết 1-4 nằm ở trên mặt chính. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn là một phân tử gốc móc mà thôi, dưới tác dụng của enzyme amylo 16 glucosida. Amylo 16 glucosida có nguồn cắt đứt liên kết alpha 16 và giải phóng ra thành gluco từ đó. Bây giờ chúng ta đã hệ cái mạch nhãn rồi, chúng ta chỉ còn bắn mặt thẳng tiếp theo vào bàn. Bây giờ mặt thẳng là làm gì vậy? Nó sẽ tiếp tục thủy phân cái án phá mốt một bộ vi cái mình muốn là chỉ là cả cái phân tử glucô. Thì bây giờ nó sẽ dựa tác dụng của enzyme glycogen của formula giống như là ở cái giai đoạn một về thế, và nó cũng sẽ tạo thành cái gì? Tạo thành cái gì? Glucô một phốt phan, giống như cái giai đoạn một. Như vậy sau hai giai đoạn cắt mặt thẳng và cắt mặt ngắn thì sản phẩm của chúng ta là gluco một phốt phan chiếm 93%, còn gluco tự nhiên chiếm 7%. Giai đoạn ba này, giai đoạn ba chuyển G1B tức là gluco một phốt phan thành gluco 6 phốt phan sẽ được điều thôi. Gluco một phốt phan có nghĩa là gốc phốt phan chặn được sinh một. Bây giờ các bạn chuyển thành gluco 6 phốt phan tức là gốc phốt phan cả một thứ 6. Dễ tạm dùng của enzyme phốt pho gluco muta. Muta có nghĩa là đồng phân hóa. Đồng phân hóa, đồng phân tức là nó chỉ không thay đổi gì thì không phân tử gì cả. Nó chỉ chuyển cái gốc phốt phan từ thứ 1 sang thứ 6 thì nó gọi là muta, đồng phân hóa. Phốt pho gluco muta có nghĩa là chỉ phân tử gluco chỉ ở gốc phốt phan thì đồng phân hóa. Câu này yêu cầu các bạn phải thuộc được đến enzyme của từng giai đoạn nhé và áp dụng của enzyme. Giai đoạn thứ tư,